cây này chưa mai chết. Cái này nhiều quá sợ nó sót. Không thì sao vun luôn vào mấy gốc bí này. Nhưng mà nó chưa sống hẳn nhưng nó vẫn heo heo cây lạ hả? Mới thả được 4 hôm, 3 hay 4 hôm. Ở đằng kia nó thả lâu ghê rồi mà. Cây nó bây giờ mới gọi là hồi hồi cây. Quỳnh học mà Linh chơi bên cạnh, Quỳnh gần trả ấy để gần Hưng.